Mình xin mến chào lại cả nhà. Hôm nay cái chương trình Sound Collection của mình hai anh em đã làm coi như là gần sắp thành công hoàn hảo. Có nghĩa là trước giờ cái ý định chỉ là muốn làm nó có nhạc đệm hay là có tiếng vỗ tay thôi. Rồi cuối cùng sau này là nghĩ bỏ thêm cái YouTube vô để bà con tìm nhạc được. Thì bây giờ mình mở ra cho các bạn nhìn thấy. Như cái online media này mình có thể disconnect nó trước đi. Mình disconnect nó để cho nó free, nó blank hết. Ok. Rồi. Ở đây là Song Collection để mình mở. Ở đây có tiếng những cái tiếng vỗ tay như mình có nói với các bạn. Mình nói cho các bạn nghe để nhìn thấy ở trước là những cái effect. Ok. Thì cũng có tiếng vỗ tay. Ở đây thì có YouTube như các bạn nhìn thấy. Mình có thể lựa nhạc mình hát được. Ví dụ như có khi nào rời xa, có khi nào rời xa Trịnh Lam karaoke, thì ở đây mình bấm vào nó hiện ra quảng cáo, thì mình click cái ở trên này cái button này thì nó sẽ không có quảng cáo nữa. Là ở đây đây như các bạn cũng nhìn thấy là mình có thể ca hát được. Nhưng mà cái này là nhạc YouTube. YouTube thì không tắt lời mở lời được. Các bạn nhìn thấy đúng không? Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình. Và môi hôn rớt nước dư âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong anh tay anh quá yếu mềm. Người em có biết anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên. Đêm buồn xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngỡ ngơ. Có khi nào ta xa rời? Tại sao mình hát bài hát này cho nó lâu một tí để cho cả nhà mình nhìn thấy không bị quảng cáo hiện ra từ cái lúc đầu luôn, là không có quảng cáo hiện ra luôn. Ok, bây giờ cái chức năng như là nghe nhạc YouTube có rồi. Trong cái settings này thì mình lựa một cái folder để mà mình lưu lại nhạc, download nhạc. Mình nói ví dụ bây giờ mình làm cái folder download và mình set nó thành cái folder download của mình. Đây, download đâu, ở trên desktop chứ, desktop download, và mình select folder ở local path thì mình cũng select cái folder đó luôn. Ok, desktop. Những cái này là những cái để mà lưu playlist này nọ, nhưng mà những cái chức năng này từ từ nó sẽ hoàn hảo. Còn bây giờ là mình đang thử. Sau khi setup xong, mình đừng có remove nó từ cái ok, có thể remove cái trong cái file list nếu mà download xong. Rồi ở đây có thể chọn là nó hát trong cái Windows đó hay là nó open một cái Windows mới. Thì nếu mà là video của mình thì mình muốn nó play một cái Windows mới để mà mình có thể điều khiển qua một cái TV.
Sau khi làm xong cái settings này, nó đơn giản vậy đó. Mình chỉ làm xong thôi là bắt đầu mình có thể save nó được. Bây giờ với cái online media, bình thường nó sẽ không nhìn ra kiểu này. Okay. Các bạn click nó sẽ không vào. Tại vì các bạn cần username và password. Các bạn cần username, password. Như bây giờ mình vô cái server của mình, karaoke, password mình đưa vào, rồi mình connect. Thì các bạn nhìn thấy đây là chất lượng tất cả nhạc của mình. Bây giờ cũng là có khi nào rời xa, có khi nào rời xa, có khi nào rời xa của Bích Phương, của Trịnh Lam. Đây, của Trịnh Lam. Nếu mà các bạn click vô cái nút play này thì các bạn sẽ hát. Còn click vô cái icon này các bạn sẽ download. Bây giờ là mình hát. Nhưng mà cái hay của cái chất lượng karaoke này và cái của YouTube, có lời, tắt lời. Dư âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo. Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh. Mở lời. Người yêu ơi em có biết. Ok. Cái đó là mình đang play. Trong cái folder này không có cái gì hết. Cái folder download của mình chưa có nhạc. Có nghĩa là mình đang play online qua cái server của mình. Cho nên mình tạo được username và password. Bây giờ ngược lại, mình muốn lấy cái bài này vô máy để mình hát. Lỡ mà mình có offline hay là mình hát với bạn bè không cần có internet, double click bài hát sẽ được download. Như các bạn đã nhìn thấy, bài hát đã download xong 134 MB một bài. Trịnh Lam còn có bài Tại Sao. Đây, Tại Sao của Trịnh Lam, cái loại mà slow đây. Mình download xuống. Hay là Em Gì Ơi, Em Gì Ơi. Rồi Sóng Gió. Sóng Gió. Rồi như cái bài Buồn Làm Chi Em Ơi. Đây, double click là nó download xuống. Các bạn có nhìn thấy nó đã tải vô máy của mình hết chưa? Nó nằm trong cái folder của mình hết rồi. Thì bây giờ mình vô cái local, mình vô cái local media và mình tìm cái folder đó để mà mình lưu lại để mà mình hát. Thì nó nằm trên desktop. Nó nằm trên desktop. Rồi, trong folder download, rồi mình select folder là nó đã được lưu lại. Bây giờ như các bạn nhìn thấy, những cái bài hát này trên YouTube, các bạn không bao giờ tắt lời mở lời được. Ở đây mình tắt lời mở lời được. Hóa thành người dưng đến khi ta từ xương. Mây đêm thương sau mùi dạ lý hương vươn vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng. Dẫu trời mênh mông anh nhớ em. À, chim kia về vẫn có đôi sao trắng số phù thề. Mở lời. Chẳng có nếu em về bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng em còn bên anh. Đó là các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn thấy luôn cả những bài đây. Ở đây có một cái playlist, mình cứ double click là nó nhảy vô playlist. Các bạn nhìn thấy không? Thì nó sẽ ra một cái bài mới. Thưa mẹ thưa cha cũng tắt lời được. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại
dài và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng ai. Riêng mình ta, riêng mình ta. Tôi biết mà trời cao núi xanh mây là sao. Ok, có nghĩa là hiện tại bây giờ là cái software Song Collection này của Huy và Hùng nghĩ ra và làm ra có thể nói là đã được hoàn hảo. Trong cái Song Collection này thì tại vì cái này là mình đang nghiên cứu, đang thử chương trình cho nên mình chưa có bỏ nhạc đệm vào. Trong tương lai mình sẽ bỏ nhạc đệm vào cái Song Collection này để mà nhạc nó cứ chạy. Nhạc nó chạy trong thời gian mình nói chuyện thì nhạc đệm nó vẫn chạy. Mình sẽ bỏ 10 tiếng guitar, 10 tiếng saxophone, 10 tiếng sáo để mà mở cho những cái tiệm nails hay là cái nhà hàng hay là bất cứ cái cà phê cocktail bar này nọ vẫn có nhạc để mà nghe. Cũng giống như bây giờ cái server này, cái server này là karaoke, nhưng mà ngược lại mình không muốn nghe karaoke mà mình muốn nghe nhạc thì mình lại vào settings mình disconnect nó. Rồi mình cũng connect nó bằng một cái tên khác, tại vì cái tên này là mình tự tạo được. Mình cho server xem phim thì sẽ xem phim. Mình cho server nghe nhạc sẽ nghe nhạc, mình cho server karaoke sẽ nghe sẽ hát được karaoke. Bây giờ ví dụ như MP3. MP3 disconnect. Không biết mình viết MP3 viết nhỏ viết lớn nữa, hình như viết nhỏ hết. Ok, không đúng. Mình quên mình xài cái username cái password gì rồi. Lát nữa mình check lại. Rồi vậy thôi mình thử cái movie. Mình thử cái movie. Cũng không đúng. Movie hay là movies? Movie. À đây, movie. Ví dụ như trong movie thì mình có thể xem phim online được, hoặc là mình thích thì mình cũng download được. Nhưng mà tất cả những cái phim này đều là Full HD hết. Có nghĩa là những cái phim của 2021, từ những cái phim nào hay thì mình lấy. Những cái phim mới nhất như Mortal Kombat nọ mình cũng đã có rồi. Là trong này mình có thể download và cũng có thể xem. Ok, có thể xem online hoặc là download được. Để mình thử một phim, ví dụ như Police Story hay Rush Hour. Police Story 2013 đi. Hay là Rush Hour, Police Story 2013. Bây giờ mình download nó xuống. Các bạn nhìn thấy nó chạy ở đây. Cái phim thì nó sẽ download lâu hơn là tại vì nó là Full HD. Ok, phim nào của mình cũng mười mấy gigabyte một phim lận. Nó chạy cái kiểu này chắc khoảng 2 phút xong một phim. Thì mình xem thử coi nó bao nhiêu gigabyte một phim. Ok. Còn trong thời gian đó mình có thể tìm phim khác, ví dụ như phim hoạt hình, animation. Okay. Mà tất cả phim của mình là có hai language, một cái tiếng Anh và một cái tiếng Đức, tiếng German. Yeah. Ok, tới đây thì mình nghĩ là các bạn cũng nhìn thấy cái chương trình nó hoàn hảo được nhiều rồi. Nó gần sắp được gọi là hoàn hảo hơn là hoàn hảo rồi. Chỉ còn những cái nhỏ nhỏ giống như là để thu âm lại lúc mà các bạn hát. Vừa bấm play là nó thu âm. Để mà mình làm cái nhạc song ca nó cùng chung với cùng xem cái thời gian của bài karaoke. Để mà lúc mình ghép nhạc thì nó sẽ không có bị delay, nó không có bị lạch 1-2 giây hay là 0.5 giây, nó không bị lạch những cái đó. Ok. Cho nên
idea thì có rất là nhiều, future sẽ có rất là nhiều. Còn cái tạm thời bây giờ thì là cái mà mình cảm thấy là 80-90%. Cái đấy là đối với mình nha, chứ thật sự đối với user, đối với người xài thì nó đã hoàn hảo hơn là hoàn hảo rồi. Okay. Rồi có những cái để mà chọn effect, không phải là chọn effect, mình đang nói là chọn như chọn stereo mix, chọn line, chọn microphone, chọn what you hear, có nghĩa là chọn audio device, recording device, playback device. Cái này không những là cho Facebook không, nó sẽ cho PowerTalk, nó sẽ cho những cái tiệm nail, nó cho những cái nhà hàng, nó sẽ cho những cái cocktail bar, nó sẽ cho music cafe. Nó làm được hết tất cả. Cho những trang điệp khúc, cho những trang như mới nãy mình nói rồi, cái PowerTalk, thì là cái này là cái mà sẽ đem rất là nhiều niềm vui tới cho cả nhà. Mình nói nhiều một tí là để cho cái server, cái file này nó xong đi. 2-3 phút thì cho một cái phim Full HD 1080p MKV file nha. Các bạn nhìn thấy MKV file thì mình nghĩ nó cũng đáng để mà chờ đợi. Đáng để chờ đợi. Còn 10% nữa thì nó sẽ nhảy vào cái folder download của mình. Ok, ở đây các bạn nhìn thấy. Còn những cái bài hát mà mình vừa download xuống thì các bạn nhìn thấy không? 130 mấy MB, 95, 85, 84. Chất lượng tốt hết, mình tìm đủ mọi cách để mà giữ chất lượng. Còn cái Jackie Chan thì 7 GB. Ok, 6.9. Bây giờ mình mở nghe thử nha. Mình mở thử có cái local. Desktop download. Select folder. Đây, Jackie Chan Police Story, mở ra thử. Can't make you feel that way, and neither can I. Đây là tiếng Anh và đây là tiếng Đức. Dass sie ihn niemals zu Gesicht bekommen. Đây tiếng Anh. And the police will find another way to attack. What are you saying? Right now, I'm the only one who can help you to get to see him. Đây tiếng Đức. Wird ihn mir übergeben, aber dafür verlange ich okay. ein paar Geiseln. Ok, giới thiệu sản phẩm đến đây cũng chấm dứt. Mình nếu mà cái nhà mình ai có một ít ý kiến gì hay là cái sáng kiến gì để mà thêm cái cho cái chương trình này nữa, cứ tự nhiên comment ở dưới. Cái video này mình thâu là thâu 4K cho nên không đưa lên Facebook được. Mình sẽ đưa lên YouTube. Rồi các bạn có thể comment, cho thêm ý kiến để thêm cái gì, bỏ cái gì, bớt cái gì. Mình xin ngừng video tại đây. Mình xin chào cả nhà.